Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trường Trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ điểm sáng trong phong trào dạy tốt học tốt. Quảng Bình có 1.200 tàu cá xa bờ được lắp thiết bị giảm sát hành trình tháo gỡ khó khăn cho cảng Hòn La. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bang, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhân kỷ niệm 46 năm ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên trung phong trong hang tảm cô, 14 tháng 11 năm 1972, 14 tháng 11 năm 2018, Trung tâm sẽ tổ chức lễ hủy nhật hay còn gọi là lễ dỗ cho các anh hùng liệt sĩ vào đúng ngày hôm nay, 14 tháng 11 năm 2018, Nhằm ngày mùng 8 tháng 10 năm màu tốt. Theo đó, lễ dỗ sẽ bao gồm cả hoạt động tri ân, tưởng niệm trang trọng tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bộ Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc lâm phần của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Cách đây 46 năm, tại km 16 đường 20 Quyết Thắng, trong hang đá mang tâm xanh, hang Tằm Cô này, tám chiến sĩ cùng quê ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thuộc đội thanh niên xung phong 25, đại đội 217, ban xây dựng 67, đoàn 559 đã ngã xuống đầy bi tráng. Tháng 11 năm 1972, con đường huyệt mạch chi viện cho miền Nam này đã trở thành tòa đồ lửa bởi B-52 Mỹ trả đi sạt lại. Ngày 14 tháng 11 năm 1972, các thanh niên sung phong đang tốc lực thông đường thì nghe còi bảo động máy bay đánh phá, họ vội vã chạy vào hang đá trú ẩn. Một loạt B năm hai dài đặc ảo xuống, cùng một tiếng sập rung chuyển núi rừng, tảng đá hàng ngàn tấn ập xuống, bịt kín miệng hang. Hang Tạm cô từ đó trở thành nấm mồ chung của tám thanh niên sung phong, bổn nam, bổn nữ, thông đường. Họ ngã xuống khi tuổi mới đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời. Năm 1996, tức là sau 24 năm, các liệt sĩ nằm lại trong hang. Tỉnh Quảng Bình quyết định phá tảng đá lấp cửa hang để đưa các hải cốt, các anh, các chị về với đất mẹ, hoàng hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo thống kê của Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, địa chỉ đỏ hang Tạm Cô và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyệt Thắng hàng năm đón hàng chục ngàn lượt khách thập phương đến thăm viếng, tri ân chỉ tỉnh riêng đến hết tháng 10 năm 2018, nơi này đã đón hơn 60.000 lượt người. Những ngày qua, cả khu dân cư trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, 135 khu dân cư trên địa bàn huyện Minh Hóa đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết cùng với các hoạt động như ra quân làm vệ sinh môi trường, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Minh Hóa phát triển sâu rộng. Đến nay toàn huyện có 89 làng văn hóa, 50 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trên 67% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, toàn huyện có 118 trên 135 nhà văn hóa kiên cố. Những hoạt động này đã góp phần tạo khí thể phấn khởi, không khí vui tươi, từ đó tạo được mối đoàn kết gắn bó trong nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khu dân cư xóm phường xã Sen Thủy huyện Lê Thủy cũng vừa tổ chức ngày hội đã đoàn kết toàn dân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Khu dân cư xóm phường có 191 hộ với trên 795 nhân khẩu thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian qua, Ban công tác mặt trần khu dân cư xóm phường đã chủ trọng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện và đạt được kết quả ghi nhận. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tổ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước của địa phương, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, so đói giảm nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn chiếm 5,7% tỷ lệ hồ gia đình văn hóa đạt trên 82%. Huyền Đoàn Thuyên Hóa vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyền, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2018. Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung như đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích, cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kỹ năng nói và thuyết trình trước đám đông, nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức đoàn, Thông qua lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác đoàn tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ đoàn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn nghiệp vụ, từ đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đoàn tại địa phương. Hôm qua ngày 13 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây công nhân xã Quảng Phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Qua gần 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay xã Quảng Phương đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của xã Quảng Phương đã có nhiều khởi sắc đáng kể, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm đã được đầu tư xây dựng khang trang. Toàn xã đã huy động được trên 194 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 123 tỷ đồng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người, tỷ lệ hồ nghèo giảm xuống còn 3,89%. Trên cơ sở báo cáo kết quả 19 tiêu chí đạt được của xã Quảng Phương, kết quả lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân. Tại hội nghị, đại diện các phòng ban, đơn vị chuyên môn, các địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, đề nghị xã Quảng Phương tiếp tục bổ sung, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Quảng Phương đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe sao rực lòng người, bài ca ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập năm 1993, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển. Tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Quế Xuân Kỳ huyện Bổ Trạch đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nỗ lực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt là là cơ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình. Đổi mới sáng tạo đó không chỉ là một phong trào thi đua mà đã trở thành phương châm trong hoạt động của tập thể thầy và trò trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ. Điều này được thể hiện trong phương pháp giáo dục chính khóa và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trên cơ sở kể thừa các nội dung trong cách soạn giáo án truyền thống, nhà trường định hướng sau mỗi tiết dạy, giáo viên sẽ củng cố lại hệ thống bài học nhằm hỗ trợ cho học sinh trung bình và yếu. Đồng thời, trên nền kiến thức cơ bản, giáo viên chuẩn bị ít nhất một bài tập nâng cao phù hợp cho học sinh khả giỏi. Ngoài truyền đạt kiến thức, các giáo viên còn hướng dẫn các kỹ năng dưới hình thức các bài tập thực hành gần với những câu chuyện kiến thức trong cuộc sống. Việc xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học thực sự có ý nghĩa đối với giáo viên và học sinh nhà trường, khuyến khích sự say mê khám phá kiến thức, hình thành trong các em tinh thần từ học, từ nghiên cứu và các kỹ năng cần thiết khác. Trong em đã tổ chức tri ân các anh hùng liệt sĩ trong uh, ngày uh trường của sinh kỳ này và thường thường thì em sẽ cùng các thầy cô đặc biệt là thầy tổng phụ trách sẽ cùng đi tới nhà hỏi thăm sức khỏe và cùng trao cho họ những uh, cũng chút ít thôi là gọi là uh, một chút để mà tiếp thêm động lực để mà họ vượt qua cái khó khăn của mình. Từ năm 2011-2012 đến nay, trường có 455 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, 44 lượt học sinh giỏi cấp quốc gia và 103 lượt cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua các cấp. Năm học 2017-2018 vừa qua, số học sinh khả giỏi toàn trường đạt gần 92%. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường đạt 97 giải. Có 3 em đạt giải nhất cuộc thi các môn toàn học, sinh học và anh văn. Trong những năm vừa qua thì tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường đã chủ trọng đến cái việc giáo dục một cái toàn diện đến cho học sinh chúng tôi xem cái việc xây dựng một cái tập thể đoàn kết thống nhất và mỗi cá nhân cán bộ giáo viên nhân viên thực sự gương mẫu năng động sáng tạo trong việc hoàn thành cái nhiệm vụ của nhà trường thì mỗi cá nhân hoàn thành tốt sẽ có tổ hoàn thành tốt và từ đó nhà trường sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nhà trường đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học với chất lượng giáo dục toàn diện đã được khẳng định qua nhiều năm, trường trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hàng ba vào năm 2006, huân chương lao động hạng nhì năm 2011 và huân chương lao động hạng nhất vào năm 2018. 18 năm liên tục, nhà trường được công nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối trung học cơ sở, được tặng thưởng cờ thi đua của chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2018-2019, Tập thể thầy và trò trường trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ tiếp tục phát huy truyền thống hiệu học, khẳng định vị trí của một trường trung học cơ sở trọng điểm chất lượng cao, phấn đấu hoàn thành lộ trình xây dựng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình. Hiện nay ngành y tế Quảng Bình đang chủ trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực có chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần làm giảm gánh nặng cho y tế tuyến trên. Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đang từng bước được củng cố hoàn thiện. Toàn tỉnh có 159 trên 159 trạm y tế xã phường thị trấn có bác sĩ, y sĩ và trên 1.000 nhân viên y tế thôn bản hoạt động. Hầu hết các trạm y tế đều được xây dựng kiên cố và có đầy đủ các phòng chức năng. Bên cạnh đó, các trạm y tế còn được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy sâu âm, máy đo đường huyết, máy tạo oxy, hệ thống camera giám sát và các thiết bị cần lâm sàng đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân. Với sự đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 – chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ y tế dự phòng được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Chuyển sang những thông tin đảng quan tâm khác. Thực hiện chức năng nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng sản xuất. Thời gian qua, chi nhánh Lâm Trường Quảng Trạch đã tập trung nhân lực để nhanh tiến đồ trong rừng nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ. Theo kế hoạch năm 2018, chi nhánh Lâm Trường Quảng Trạch trồng mới 135 ha rừng sản xuất, Nhờ chuẩn bị đầy đủ các loài vật tư phân bón, nguồn cây giống nên tỉnh đến giữa tháng 11 năm 2018. Chi nhánh Lâm Trường Quảng Trạch đã trồng mới được 90 ha rừng với trên 225.000 cây keo lai dâm hom và đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu vào khoảng cuối tháng 12 năm 2018 hoàn thành 45 ha rừng còn lại theo đúng khuôn lịch thời vụ. Cùng với công tác trồng rừng, chi nhánh Lâm Trường Quảng Trạch còn tích cực chăm sóc, bảo vệ, khai thác cho trên 2.100 ha rừng sản xuất rừng thông nhựa, đảm bảo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động của chi nhánh lâm trường và người dân các địa phương. Thời gian qua, được sự hỗ trợ từ cả chính sách của nhà nước cũng như sự nỗ lực của bà con ngư dân Quảng Bình, đến nay đã có hơn 1.200 tàu cá đánh bắt xa bờ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Để đẩy mạnh công tác quản lý tàu cá, đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ, trong thời gian qua, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã đẩy mạnh vận động các thuyền trưởng, chủ tàu xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay đã có 1.200 trên tổng số 1.460 tàu cá xa bờ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VX1700. Trạm bờ của Chi cục Thủy sản cũng đã thực hiện thông tuyến với trạm bờ của Tổng cục Thủy sản và các tỉnh ven bờ. Nhờ đó, đã theo dõi được hành trình tàu cá hàng ngày đối với 1.200 tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát. Dữ liệu của 1.200 tàu cá xa bờ của Quảng Bình cũng đã được chi cục chuyển cho Tổng cục Thủy sản cập nhật trên hệ thống dữ liệu quản lý tàu cá quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cảng Hòn La đã tạo động lực thu hút nhiều dự án đầu tư vào khu kinh tế Hòn La nói riêng và vùng đất Quảng Bình nói chung. Thế nhưng hiện nay, cảng Hòn La vẫn chưa thực sự phát huy được lợi thế của một cảng biển nước sâu kín gió. Nguyên nhân chính là do đường dẫn tàu vào cảng còn cạn. Cảng Hòn La có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 1,2 triệu tấn trên một năm. Những năm gần đây, khi tuyển đường 12A thông thương với nước Bản Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, lưu lượng hàng hóa qua cảng Hòn La ngày càng tăng cao. Năm 2013, sản lượng hàng hóa qua cảng chỉ đạt 980.000 tấn, thì năm 2018 dự kiến đạt 1,5 triệu tấn hàng hóa. Cái khó nhất hiện nay ở cảng Hòn La là luồng dẫn tàu vào cảng vì cạn, nên cảng chỉ đón tàu tải trồng nhỏ khoảng 1 đến 1,5 vạn tấn. Trong kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam đã ghi vốn cho cái uh, duy tu cái luồng Hoàng La. Tuy nhiên khó khăn nhất bây giờ là Cục Hàng hải đã giao cho Cục uh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cũng như là cảng Hoàng La làm việc với tỉnh để mà tìm ra một khu đổ thải để mà duy tu cái vùng nước này sao đảm bảo cho an toàn cho thầu thuyền ra vào. Thì hiện nay là việc luồng của chúng tôi hiện nay là trong công suất thiết kế là độ sâu âm 8.2 nhưng bây giờ chỉ còn còn 7.6 rất là khó khăn trong vấn đề các cái tàu lớn ra vào cảng Hòn La. Dự kiến trong thời gian tới sản lượng hàng hóa qua cảng Hòn La còn tăng cao. Vì vậy việc xử lý nào vét luồng dẫn tàu vào cảng là hết sức cấp thiết. Vấn đề này nếu chậm xử lý sẽ gây ách tắc cho sự phát triển chung của khu kinh tế Hòn La và khó khăn cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 14 tháng 11 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 96%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 76 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 72 đến 94%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiển Sang mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 74 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào nhẹ vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 m, biển bình thường cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh truyền hình quảng bình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại